Trên thế giới, quân đội Israel tự bảo vệ mình trên 7 mặt trận. Bộ trưởng dầu mỏ Iran tới thăm cảng năng lượng quan trọng. Chiến sự Nga-Ukraine khốc liệt tại Donetsk. Nga tự bắn hạ chiến đấu cơ của chính mình. Tỷ phú Elon Musk vận động cho ông Trump tại địa điểm ám sát hụt. Cựu Tổng thống Philippines tuyên bố tranh chức thị trưởng năm 2025. Tại Việt Nam, xe tải tông trúng xe máy, 2 người tử vong. Tàu cá bị đâm chìm, 4 ngư dân lênh đênh trên biển 5 giờ chờ cứu hộ. Gần 20 sở y tế thông báo bị mạo danh. Lũ miền Tây đang đạt đỉnh, vượt báo động 3 tại Long Xuyên. Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Nam mưa dông nhiều ngày. Hải ơi xin được kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình sáng nay, ngày 7 tháng 10 của Khoa Tự Nhiên. Kính chúc quý vị một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng. Và mở đầu sẽ là những tin tức trên thế giới. Trên thế giới, quân đội Israel tự bảo vệ mình trên 7 mặt trận. Theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một video ngày 5 tháng 10 rằng hôm nay Israel phải tự bảo vệ mình trên 7 mặt trận. Hiện thì Israel đang phải đối phó với Hezbollah, Hamas, Houthi và những lực lượng ở bờ Tây và lực lượng dân quân Sister ở Iraq và Syria. Thủ tướng Israel cũng nói thêm rằng, và chúng tôi đang phải chiến đấu chống lại Iran, quốc gia đã bắn hơn 200 tên lửa đạn đạo trực tiếp vào Israel và là nước đứng sau cuộc chiến tranh ở 7 mặt trận chống Israel. Ông Netanyahu cũng cho biết thêm rằng, vẫn đang duy trì lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía Bắc giữa Israel và Liban, đồng thời không quên 101 con tin vẫn bị giam cầm tại Gaza. Trong khi đó, vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Iran, Bộ trưởng dầu mỏ Mohsen Fakhrizadeh đã đến đảo Khars, một khu vực trọng yếu về dầu mỏ. Đảo Khars có cảng dầu mỏ với công suất lưu trữ là 23 triệu thùng dầu thô, trong đó các cơ sở trên đảo xử lý đến 90% lượng dầu thô xuất khẩu của đất nước. Hành động của ông diễn ra trong bối cảnh là Israel đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa vào hôm ngày 1 tháng 10 của Iran. Và trước đó một ngày, ông Barnesas đã đến thăm một cơ sở khai thác khí đốt lớn. Chiến sự Nga-Ukraine gây cấn tại Donetsk. Tại tỉnh Donetsk, phía Nga tuyên bố đã kiểm soát được làng Zelentru cách pháo đài Vuleda 33 km về phía Bắc. Pháo đài quan trọng này đã bị thất thủ 3 ngày trước và cho thấy Ukraine ngày càng rơi vào thế bất lợi. Và cũng tại tỉnh Donetsk cùng ngày, phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay ném bom của Nga. Phía Nga cũng loan tin rằng 9 người bị thương khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một xe buýt chở khách tại khu vực đang được Nga kiểm soát ở Donetsk. Ở xa hơn về phía Tây, Ukraine cho biết vào đêm ngày 5 tháng 10, khu vực Zaporizhia đã chịu pháo kích của Nga, dẫn đến 2 người thiệt mạng. Trong khi đó, Nga phóng 3 tên lửa dẫn đường, 13 máy bay không người lái và Ukraine đã đánh chặn được các tên lửa và 3 máy bay. Một sự kiện đáng chú ý khác, vào hôm ngày 5 tháng 10, truyền thông Nga và Ukraine đều công bố hình ảnh máy bay bị bắn rơi trên bầu trời của tỉnh Donetsk tại khu vực do Kiev kiểm soát. Trong video này, thì hai phi cơ Nga bay khá gần nhau ở độ cao lớn, tạo ra các vệt ngưng tụ hơi nước trên bầu trời. Máy bay phía sau đã phóng tên lửa rồi chuyển hướng. Quả đạn đã lao vào phi cơ bay phía trước và phát nổ, khiến nó mất lái rồi lao nhanh xuống đất. Theo như các nguồn tin, chiếc phi cơ bị bắn hạ có thể là máy bay chiến đấu không người lái tàng hình S-70. Và nhiều người cũng cho rằng chiếc máy bay này bị mất kiểm soát nên đã bị chính bên Nga tiêu hủy. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Vào hôm ngày 5 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump vừa trở lại thị trấn Butler, Pennsylvania, nơi mà ông đã bị ám sát hụt hồi tháng 7 vừa qua. Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ thì ông Trump đã nói rằng một tên sát thủ máu lạnh đã cố gắng giết tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ khuất phục. An ninh tại sự kiện được tăng cường với đội bắn tỉa và máy bay không người lái. Nhiều người tham dự đã mặc áo in hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm khi vừa mới thoát nạn sau vụ ám sát. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên mà tỷ phú Elon Musk xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump. Tỷ phú Musk kêu gọi cử tri đăng ký bỏ phiếu và nhấn mạnh rằng ông Trump phải thắng để bảo vệ nền dân chủ. Ông Musk còn khẳng định đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng nếu cựu tổng thống không tái đắc cử.
Còn tại Philippines, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte thông báo sẽ tranh cử chức thị trưởng thành phố Davao trong cuộc bầu cử năm 2025. Ông sẽ cùng con trai là Sebastián Duterte, hiện là thị trưởng đương nhiệm của thành phố, tranh cử. Và nếu thắng cử, ông sẽ để con trai làm phó thị trưởng. Ở cuộc đua thượng viện, dù nhiều người kêu gọi ông tham gia, nhưng ông Duterte đã từ chối do tuổi cao. Ông chia sẻ, ở tuổi 73, tôi không nghĩ mình có thể đảm đương chức vụ này. Làm thị trưởng thì được, nhưng tranh cử cấp quốc gia sẽ làm tôi kiệt sức. Ông Duterte đã giữ chức thị trưởng Davao nhiều nhiệm kỳ trước khi mà đảm nhiệm vai trò là tổng thống từ năm 2016 đến năm 2022. Con gái ông, bà Sara Duterte, hiện là phó tổng thống Philippines, cũng từng là thị trưởng Davao từ năm 2016 đến năm 2022. Tiếp theo là những thông tin tại Việt Nam. Xe tải tông trúng xe máy, hai người tử vong. Vào khoảng 9 giờ 20 ngày 6 tháng 10, tài xế 42 tuổi, người huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lái xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, xe tải đã tông trúng xe máy cùng chiều. Sau tai nạn, hai người phụ nữ 47 và 51 tuổi, người huyện Hậu Lộc trên xe máy ngã ra đường, trúng bánh xe tải, tử vong tại chỗ. Còn chiếc xe máy bị cuốn vào gầm mô tô, kéo dê hàng chục mét, cày xước mặt đường, quốc lộ 1 bị ùn ứ cục bộ. Trước đó, vào lúc 8 giờ 55 phút sáng cùng ngày tại tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ tai nạn giữa taxi và xe đạp điện trên tuyến đường mới nối trung tâm xã Nghĩa Trụ đi xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Theo hình ảnh từ camera của một nhà dân thì vào thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường khá vắng. Một xe taxi với tốc độ cao chạy tới đúng lúc hai bé gái ở xã Vĩnh Khúc đi xe điện từ đường nhánh băng qua đường. Tài xế đã phanh gấp và đánh lái, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Xe ô tô đâm văng chiếc xe đạp điện rồi lao sang làn đối diện. Cả hai bé gái đã ngã văng xuống đường và bất tỉnh. Tài xế cùng với người dân đưa hai bé đi cấp cứu và hiện thì hai bé phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trên biển, vào khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 10, một tàu cá Bình Định đang câu cá ngừ đại dương trên biển, cách đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, khoảng 123 hải lý về phía đông nam, thì bất ngờ bị một tàu không rõ số hiệu đâm chìm. Bốn ngư dân trên tàu đã xuống thuyền thúng, lênh đênh trên biển suốt 5 giờ chờ cứu nạn. Đến rạng sáng ngày 4 tháng 10, một tàu cá Bình Định khác đã cứu 4 ngư dân, hiện thì sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Người nhà chủ tàu cá gặp nạn cho biết lúc xảy ra sự việc, các thuyền viên chỉ nghe tiếng động lớn. Sau đó tàu chao đảo mạnh, mũi tàu bị vỡ toác, nước tràn vào làm chìm tàu. Tuy nhiên không ai kịp nhìn rõ số hiệu tàu đâm. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản là khoảng 1,5 tỷ đồng. Trước đó, vào hôm ngày 29 tháng 9, tàu cá Quảng Ngãi với 10 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị nhóm khoảng 40 người tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản. Sự việc làm 4 ngư dân bị thương nặng. Một thông tin liên quan đến ngành y tế. Thưa quý vị, trong chưa đầy một tuần qua đã có gần 20 sở y tế các tỉnh thành khắp Bắc Trung Nam phát thông báo khẩn khi bị mạo danh kiểm tra an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh. Theo thông báo, có một số người đã gọi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tự xưng là thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu kiểm tra an toàn thực phẩm. Vào ngày 6 tháng 10, Cục An toàn Thực phẩm cho hay đây không phải là lần đầu ghi nhận sự việc như vậy, nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo về việc bị lừa đảo. Tuy nhiên, đây cũng là phương thức của các nhóm lừa đảo là lợi dụng cơ quan chức năng gây tâm lý hoang mang, từ đó thì yêu cầu các cơ sở nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Cục cũng khuyến cáo rằng các cơ sở sản xuất kinh doanh nếu phát hiện các văn bản nghi ngờ giả mạo cần thông báo ngay đến đường dây nóng của Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm hoặc nơi gần nhất. Và hiện, việc kiểm tra an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ở các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tạm ngưng để khắc phục hậu quả sau bão. Lũ miền Tây đang đạt đỉnh, vượt báo động 3 tại Long Xuyên. Theo những thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mùa lũ tại đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn đạt đỉnh lũ chính vụ và sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Đỉnh lũ phổ biến trên mức báo động 1. Riêng trạm Long Xuyên trên sông Hậu, tỉnh An Giang, đỉnh lũ vượt báo động 3. Dự báo trong 10 ngày tới thì mực nước duy trì trên báo động 1, còn trạm Long Xuyên tiếp tục trên báo động 3 trong 4 ngày tới, sau đó sẽ giảm xuống dưới mức báo động 3. Các trạm khu vực Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên đều có xu thế giảm, khu vực thành phố Long Xuyên nguy cơ ngập úng. Từ nay đến hết ngày 8 tháng 10, chiều cường cùng với đỉnh lũ chính vụ có thể xảy ra tại thành phố này. Theo MDM, dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong, trong tuần qua, các đập thủy điện thượng nguồn đang tiếp tục
trữ nước nhiều kỷ lục lên tới 3,2 tỷ mét khối. Lượng tích nước lớn nhất đến từ đập Tiểu Loan Trung Quốc với 529 triệu mét khối và hiện đã đầy 100%. Một số con đập của Lào và Thái Lan cũng tích nước hơn 500 triệu mét khối nước và hiện thì mực nước trong các hồ chứa ở lưu vực sông Mekong đang ở mức cao nhất trong 3 năm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua và hôm nay không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc trời quang mây, đêm lạnh. Kiểu thời tiết này sẽ duy trì trong cả tuần tại miền Bắc. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội trong tuần khoảng 24 đến 34 độ C, Sapa, Lào Cai ban ngày 21 đến 22 độ C, ban đêm từ 12 đến 15 độ C. Trong khi đó thì tại miền Trung tuần này sẽ có mưa rào và dông, tâm mưa ở Trung Trung Bộ, nền nhiệt phổ biến từ 29 đến 32 độ C. Trong 2 ngày là ngày 7 và ngày 8 tháng 10, Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa trên 100mm trong 6 giờ, nguy cơ gây sạt lở đất và lũ quét. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa về chiều tối, có nơi mưa lớn trên 70mm. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa rào kèm dông sẽ diễn ra nhiều ngày trong tuần, tập trung về chiều tối, nền nhiệt ban ngày từ 28 đến 34 độ C, trời nắng. Cơ quan khí tượng dự báo rét đậm ở miền Bắc dưới 15 độ C có thể sẽ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Và những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Một lần nữa, kính chúc quý vị một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.